chiếc xe đạp ngoài đó mà con biết của ai đã quay rồi. Con chào con. Rồi con đã quay lại hồi nãy, xin lỗi cô ha. Nãy là cô chia sẻ là cô là ở ở Đồng Tháp. À rồi mình lên đây bằng gì cô? À, cô lên đây bằng xe đò, chắc cô đi chắc cũng gần nửa ngày ha. Đi 4 tiếng mới tới à, 4 tiếng em mới sang xe qua. Rồi đi xe khác. Dạ. Con thấy cô cũng xúc động lắm á. Hiện tại là cô đang ở dưới miền Tây đúng không? Cô lên rồi. Rồi nãy giờ cô qua đây chắc lâu hả cô? Qua đây là dạ. À mà con hiểu sao mà cô có thể biết đường đi từ bên Bến Cát rồi qua đây cô chạy xe đạp hay ta? Cô hỏi đường hay sao cô? À cái anh ta chỉ là đi. Dạ. Từ nó tới rồi. Dạ. Tới không hay. Vậy là chắc là cậu Nam Vũ Linh phù hộ cho cô đi đúng đường. Dạ. Dạ. Thì chắc con nghĩ là vậy. Dạ. 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 Cực. Dạ. Thấy tội cô quá. Thôi giờ con mời cô đốt nhang cho cậu Nam ha. Dạ. À. Rồi dạ. Cô Huệ với mấy nghệ sĩ khác đúng không? Mình đi đường ai cô? Mấy con quay cái xe của cô rồi, cô không biết ai. Vô đây hỏi của chú anh Sang á, chú sao kìa, đúng rồi. Dạ. Ở đây cũng có chú, cũng các nghệ sĩ có tiếng như giờ chú Nam Hùng. Dạ. Mình cứ cắm cho người cây nhang đi hả cô. Dạ, dạ. Dạ. Ở bên đây là chú Tư Còn này con. Là chú Văn Còn. Hay còn là chú Tư Còn á. Chú Tư Còn. Đúng rồi. Đường. Lô nghệ sĩ không hả chị? Ở bên đây là soạn giả Nhị Kiều cũng như khúc này khúc đắc địa đấy chị, khúc đắc địa đó.
chị gái mình đâu chị gái? Gần đây. Dạ. Ở bên đây rồi cô. Ở đây cô. Anh đi đường hè. Chú Anh Sang đây. Còn chú Giang Châu bên kia. Mình đi vào đường này. Đúng rồi cô, nghệ sĩ không đó cô. À, cô qua bên chú cậu cậu Nam chú Linh á, ở bên đó có nhang nhiều lắm. Dạ mình đốt nhiều cái qua đây mình thắp cho mấy cô mấy chú bên đây cũng được. Chị biết chú Lê Mông Hoàng không? Đạo diễn. Nhiều sò ốc hến. Có nguyên cái con sò luôn. Mét Bình Dương. À, chúc cho toàn thể quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 Mét Bình Dương thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì bây giờ là giữa trưa rồi, hơn 12 giờ rồi mà 15 Mét. Ở đây là chú Giang Châu nè cô. Thì cũng giữa trưa rồi thì 15 Mét Bình Dương cũng ghi hình tại mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, cậu Nam Vũ Linh cho tất cả các cô chú anh chị xem ha. Và hướng dẫn cho tất cả các cô chú anh chị nào mà chúng ta không biết mộ của những nghệ sĩ khác á, thì ở đây là mới mình cũng là hướng dẫn luôn, giống như là hướng dẫn viên vậy đó. Ở đây có một cái chú bò đang gặm cỏ trong gần khu vực của mộ của cậu Nam, 3-4 chú luôn. Trời ơi, đi trên đường kìa, đi tỉnh bơ luôn, làm như là có người dẫn đường đi vậy đó, không ai cột dây luôn. Bò này không có ai cột dây hết, thả rong vậy đó. Trời ơi, quá trời đông luôn, có bò mẹ, có bò con đó. Có một cái nhạc sĩ ở đây, không biết cô biết không? Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Trùng tên với con luôn. Dạ, con tên là Nguyễn Văn Tý luôn. Dạ. Có một cái bản nhạc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ được khắc ở trên bia luôn đó. Dạ. Làm bể nguyên cái bình bông luôn. Trời ơi, chắc là ở trong đây nuôi đó rồi. Thì trong đây rỗng mà. Thì đây đông, đây nuôi nai, nuôi bò, nuôi ngựa lắm đó nè. Ăn bông ăn qua. Ở đây còn có của
của chú Tú nè, chú Mai Văn Tú nè con. Chú là Lê Văn Sa. À, đến đây thì 15m Bình Dương xin khép lại video này. Nếu mà các dạ. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh 15m Bình Dương để ủng hộ ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú các anh chị.